Ok anh em, bây giờ thì Khải sẽ lên đảo và mang lại những set đồ này nha anh em ơi. Nói chung là Khải sẽ bỏ một món kháng họa từ đôi giày đi. Khải sẽ bỏ một món kháng họa từ giày. Khải sẽ lấy một cái dòng chón đầu tiên thôi. Tại vì là khi mang nón phòng thủ lấy vào thì nó sẽ mất cái dòng ẩn hai của cái giày họa thủy. Là Khải sẽ lên đảo cho anh em xem. Lên đảo tới tí này. Ba thì tinh, sáu tinh hồng bảo thạch này, Khải lên một bộ full bộ luôn nha anh em. Đó. À, trước tiên là lại tiềm năng, tại hết tiềm năng mang đồ rồi đó, Khải sẽ mang đồ mới mà. Để xem lượng đồ mới thì nó có khác gì với đồ cũ không? Tại vì Khải bỏ đi, Khải bỏ 10 kháng hỏa, Khải lấy phi đao, Khải lấy 20 phòng thủ nè. Đổi 10 kháng họ lấy 20 phòng thủ nè. Đó. Bây giờ Khải sẽ mang vào nha. Khải sẽ mang vào, Khải nhìn lại, Khải so thử lượng máu với nội lực này nọ thì nó có khác gì mấy không. Đó, bây giờ thì Khải sẽ như thế này. Nón phòng thủ 20, áo như cũ, dây chuyền như cũ, đai lưng như cũ. Ngọc bội thì Khải mới chấm sinh lực cao nhưng mà kháng lôi thấp cũng được, lấy cái dòng sinh lực lực. Đó, nhẫn cũ. Nhẫn này nhẫn mới anh em, sinh lực lực à, kháng hỏa 19 dòng 1 này. Hai bao tay này cũng mới. Hiện tại bây giờ thì nếu mình vô như này thì mana nó có 5.8 mà trời. 5.3. Ui. Tôi heo mang này mana có 5.3. Máu lên một được rồi, sơ lên được 50 máu. Giảm đi mấy chục mana. Bỏ ra mất đi mana khá là nhiều anh em. Bỏ đi thì mana rất khá rất là nhiều. À, 3.7 6 8. Đó, nãy là mana 3.7. Mới được sức mạnh rồi. Sức mạnh 14 nè. Kích nè, kích nè, rồi kích lên sức mạnh 60 là được nè, 54 rồi đúng không, 14 nè, 18 nè, chỉ có hai cái này thôi, 14, 18 được 32, 60 sức mạnh nè, đó. Rồi, nó xem thử lượng máu của mình đang ổn định không. Ôi, tính ra lượng như thế này máu cao anh em. Máu được 2k8. Do là có cái này 200 nha. Cái thiệt tình máu nó chừng 2k6 thôi anh em. Đó. Ô, cũng ok rồi anh em, tầm này là ok rồi. Mana hơi mana bị mất đi 60 mana. Mana của Khải bị mất đi 60 mana nè. Tại vì mất đi cái nón này. Cái nón Khải, nón này nón kim mana đến 84. Lấy ra gì mana chỉ còn mất đi cái đoạn mana chỗ này. Sinh lực được 50. Đó, Khải đây mang được bao tay này. Lấy mana này. Ngọc bội lấy sinh lực này. Nói chung là lấy cái chón dòng 140 rồi anh em. Nói chung hiện tại bây giờ thì set đồ Khải đang đặt chón 40 này, đặt móc chón 40 này. Đó, kháng họ được một cái nhẫn này thôi, 19 này. Với cái gia truyền là 6 được 25. Còn thời gian chống độc, thời gian chống độc thì được 60, từ gia truyền 30 và áo 30 là được móc 60 thời gian chống độc. Rồi kháng băng cũng khá đẹp rồi. Làm chậm thì được 90. Làm chậm là đặt móc 80 này, 30 này. 30 này. 30 nè, anh em coi kháng nè. Bị mất đi 70, mất đi 60 mana nè. Mất đi 60 mana. Đó, tính ra thay set đồ này vào thì phòng thủ Khải lên được 20. Đó, trâu hơn một chút này. Nói chung là phòng thủ 20 là Khải nghĩ là rất là trâu luôn anh em. Tại vì Khải không có phòng thủ, đánh tông kim cảm giác rất là yếu. Nghe mình kiếm phạt phạt, cái băng bỏng phạt phạt, một đến hai cái chết rồi. Chưa nói đến Thúy Yên, Thúy Yên phạt một phạt, bà tiên ra chắc bốc hơi luôn em. Mới đánh tông kim Khải, nói rồi mana như này hơi canh anh em mày. Giờ mà tăng vào mana hơi phí nè.
Mana có 580 rồi, hơi canh nhỉ. Mana hơi canh luôn em. Mana 61. Mana là 4 mấy. Khải có một cái nhẫn nữa, Khải coi mana có ổn không. Còn một cái nhẫn nữa. Đây. Nhẫn này à. Ôi, mana được 6.2. 6.2 mà kháng hỏa được còn có 20 21 nè. Nên nhân mang mang nhẫn nào nhỉ? Một cái lên được 4 kháng hỏa nhưng mà mana nó rất là thấp. Đó, mana như thế này nếu mình mang nhẫn này. Mang nhẫn này thì kháng hỏa 15 thôi, nhưng mà mana mà lại mất đi sinh khí. Mất đi máu. Trong cái nào cũng vậy nha. Cái này sinh lực có 48 rồi. Cái này sinh lực được 80 mấy nè. Nhưng mà cái này hợp lý rồi nè. Hay là mình tăng thêm một ít vào nội công để mình lấy mana nha. Chứ không có mana đánh hơi bị thốn nè em ơi. Mana canh quá. Không có mana. Tầm này không có mana. Ép cái mana này. Mana được rồi. Mana này 46, 46 cái này được hơn được 40 mana từ cái này. Hơi canh đúng không nè. Hơi canh đúng canh luôn. Mang cho nó hợp lý nè. 21. Hay là mang này nha. Áo với cho trường độ 1 em bán rồi. Áo với cho trường độ 1 em bán rồi. Em bán gần 4 triệu rồi. Tại vì cái đợt vừa rồi em định bán ạc á. Mà bán ạc áo với cho chuyện không là 4 triệu rồi. Kèm theo nỏ này nọ. Em bán ạc em hơn mười mấy triệu á. Không ai mua được. Nên là phải bán thôi. Giờ đồ như thế này thì may ra bán ạc được. Bán ạc rồi có thể sắm được ạc khác. Đó, dự tính là vậy. Hay là mình giảm bất công anh em. Mình cộng ít vào mana anh em. Đây là 28 là đủ đúng không? 28 với 32 đúng rồi. Gà xấu và mana. Ui, tăng một mana được có một nội công rồi nè. Mana ít quá, đánh này sao đánh. Ba trăm mốt hay là lực tay tầm 4,5 thôi nè. Giảm bớt đi ít lực tay, tăng thêm máu này. Đó, mình chơi theo kiểu này thôi nè. Không ổn thì mình tải lại nha. Đó, ui. À, tăng nội công nhiều phí điểm quá nè mày, 700 mana. Rồi 1 tỷ 5 vãi anh em, quá vãi luôn. Bốn ca sấu được không? Đang 4 ca sấu không? 4 ca sấu rồi anh em. Tăng kiểu này thì mày ra đánh được anh em. Chứ không tăng nội công, không tăng nội lực thì cộng giác xây mấy cán hết mana anh em. Nói chung là nhanh chết, nhanh hết mana lắm. Phí quá đúng không? Phí quá, giờ không có mana thì biết sao giờ. Cái nón này nè, nón được cái phòng thủ mà lại không có nồi, không có mana. Nghiệt vậy chứ. Tăng vào nồi công quá phí đúng không nè. Tăng vào nồi công quá phí. Hay là kiếm cái áo phục hồi sinh lực, kiếm áo phục hồi nồi công cao, nồi lực cao mang đẹp đúng không nè. Rồi cứ ráng mana 600 đi, ráng đánh đỡ đi. Rồi kiếm cái áo phục hồi 40. Rồi kháng banh với lại thời gian chuyển động với lại nội lực cao thay vào thôi. Chứ tăng vào mana thấy phí quá. Tăng vào mana cảm thấy rất là phí luôn nè. 350 đi. Dồn máu lên chút nè. Máu giấy quá, cảm giác nhanh chết. Một máu được 6 sinh lực. Rồi, mang kiểu này được 600 được rồi nè. 300. Rồi, 600 rồi. Rồi, mang thằng 6 đi. Đó. Rồi, ok. Đó. Như thế này ổn nè. Giảm 10 thần pháp. Giảm 10 thần pháp đã lên sinh khí. Rồi, ok. Đó, đồ như thế này ok nha nè. Phòng thủ 20. Kháng hàng 37. Kháng lôi 40. Kháng hỏa 20. Kháng 21. Kháng độc 21, tại vì là kháng hỏa Khải mang một cái nhẫn này thôi. Với cái giá trị được 21 thôi. Còn mang cái nhẫn này thì được kháng hỏa 26, nhưng mà lại không có mana. Đó. Cái giày này lấy móc chón 40. Giày này lấy móc chón 40. Chỉ có cách này thì mới đánh tống kim được nè mày. Không mang phòng thủ vô đánh rất là nhanh chết. Cái băng bẩn vực cái chết rồi.
Vô cánh lắc full 75 mà cái bằng bóng của cá chất nè. Từng ấn xem là video cũ hả? À, video mới mà anh em. Đó, tầm này anh em ơi, khả trang bị đồ như thế này rồi. Chúng là đồ nào cũng có sức lực nộp lực nhưng mà không hiểu tại sao mana không có nè mà. Bây giờ đang kiếm cái áo này. Đang kiếm cái áo nào có nội lực cao cao là thay vào thôi là được, đúng không? Đó. Ok anh em chưa? Điều hơi xấu một tí, cái nón hơi xấu nhưng mà được cái là mình có phòng thủ nè. Đó. Như thế này thôi. Anh em xem sơ qua này. Đó. Đó, đúng chưa? Ok nha. À, anh em mà xem video này thì đừng quên ủng hộ video này, Khải một like, một chia sẻ, cũng như ủng hộ Khải nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông theo dõi bên dưới để có thể theo dõi những buổi livestream từ kênh của Khải và cũng như những video mới nhất từ kênh của Khải nha em ơi. Và nói chung là Khải vừa livestream và vừa làm clip á, nên là bây giờ thì Khải xin phép tạm biệt anh em trên clip, và chúc anh em xem livestream vui vẻ và bye bye anh em nha. Và trên livestream chúng ta vẫn tiếp tục live nha anh em. Ở video này chúng ta trang bị đồ mới để ngày mai tiếp tục đánh tông kim với lượng thêm 20 phòng thủ và bớt đi 10 kháng hỏa nha anh em. Lần trước thì Khải có cho mình là 36 kháng hỏa. Đây này, nếu mạng này Khải có cho mình là 36 kháng hỏa, nói chung là Khải bớt cho mình được bớt mình 10 kháng hỏa mà bù lại được 20 phòng thủ nha anh em. Tại vì tầm này Khải đánh tông kim tầm này cảm giác như là ngày mình kiếm rất là nhiều cái văn bổng, rất là nhiều và thi yên trưởng rất là nhiều. Thi yên trưởng đánh sát thương vật lý nha anh em, nên là Khải phải trang bị thêm phòng thủ lý từ cái nón 20. Đó anh em thấy chưa? Nón 20 này. Đai 9 này. Gia truyền xấu này là trừ ra cái phần âm. Hiện tại Khải đang âm là 15 phòng thủ nha anh em. Đó. Cộng tổng cộng trên người Khải là 35 phòng thủ nhưng mà trừ đi 15 âm rồi là còn 20 dương nha anh em. Đó. Dạ nha anh em ơi. Đó bây giờ thì clip này Khải tạm dừng. Khải sẽ làm một clip khác tiếp tục.